Không biết. Bạn không có mộng dừa nữa, bạn thử anh. Để cha hái đầu tiên nè. Nhắc mũi tội nghiệp hôn, mỗi lần đi tắm đập mũi bóp á. Mũi tội nghiệp. Hứa là cha bỏ thuốc, bớt uống rượu nè. Rồi cha ăn uống vậy là vài bữa là cha sẽ mập lên, là con thấy là con mừng. Xin chào cả nhà. Còn hai cô cháu à. Mình còn có anh Hun nữa ha. Cả nhà ơi, hôm nay Út gây ý tưởng nè. Ý tưởng gì Út kêu? Ý tưởng là món cà ri gà. Dạ. Hôm nay Út thèm cà ri gà hay sao đó. Tự nhiên sáng nói với Quyên là Út muốn nấu cà ri gà ăn. Thì cho nên hôm nay sáng giờ Quyên với mẹ đi chợ rồi, mua nguyên liệu rồi, về nấu cho Út ăn nha. Ok. Ủa mà sao tự nhiên Út thèm cà ri vậy? Tự nhiên thèm vậy đó. Tự nhiên thèm vậy đó hả? Ừ. Rồi thôi bây giờ mấy cô cháu vô bếp nấu nha cả nhà. Nấu cà ri là mình phải có dừa. Cha kiếm dừa cả nhà. Trái đó bị điếc hay gì chưa? Lát không kêu. Có. Có. Khô nhiều lắm. Dạ. Cha một nồi cà ri mấy trái dừa được chưa cha? Nó nhiều thì nó béo, nhưng mà giờ có hai trái được rồi. Dạ. Trời, cái trái dừa này cha, cái gáo nó quá bự ha. Không biết ở trong nó gầy cơm không mà cái gáo nó bự vậy nè cả nhà. Nè. Bự chán luôn. Biết lọc không? Biết lọc nặng lắm. Nay cha không có đi làm phải không? Sáng cha đi làm rồi, buổi chiều cho nghỉ. Hồi sáng cha đi kéo cá hả? Kéo cá. Lát mình ra mình vớt cá, mình coi cá mình thử cha. Nó bự rồi. Bự vớt khó hả cha? Khó vớt, nó chạy á. Cha, cái này có mọng à. À, dì, vừa này có mọng nè. Rồi cá mình vậy cho thấy làm sao? Được. Được phải không? Đậu đợt này đậu cũng được. Dì, yeah, mừng quá. Rồi được rồi, nó đậu nhiều hơn á. Dạ. Hy vọng là nó đậu đỡ hơn đợt rồi. Cái vừa này có mặn nữa nha. Hai trái đủ rồi hết nha. Ừ. Mẹ chặt xả cả nhà. Quyên với cha thì đang lột dừa, mẹ thì chặt xả. Mỗi người công việc ha. Trái này là có mọng nè. Đây, cái trái dừa này được cái mọng. Tưởng nó mọng bự lắm, ai nhà cái mọng nhỏ xíu à. Cái mọng cỡ này. Mẹ ăn miếng mẹ. Không biết. Tặng Út cái mọng dừa nữa, bạn thử đi. Ngon lắm không ạ? Ngon lắm á. Mọng dừa là từ tuổi thơ cho về nè. Ồ về nè. Ngon quá. Ngon không? Ngon. Ngọt quá. Ừ. Cái mọng dừa. Ăn mọng dừa giống như là cái bụng gòn vậy đó. Nó xốp xốp ha. Đúng rồi. Ăn đi. Các bạn hãy chốt á. Cảm ơn nghe. Cái nồi cà ri ngày hôm nay á, mình làm có thịt gà, làm cà ri gà cả nhà. Con gà trống sáng mẹ chặt. Có khoai môn, rồi khoai lang với lại củ hành. Có mấy cọng quế lát mình ăn chung ha. Rồi xả. Với lại nãy có mấy cây dừa mẹ đập rồi đó. Mẹ cho cà ri vô. Mẹ cho bột ngọt vô. Cà ri cái hậu nó có hơi the the mới ngon. Phần này là khoai lang với lại khoai môn. Bây giờ mình mẹ ra mẹ để cà ri vô đặng mẹ trộn lên. Dạ. Cho nó thấm cái màu lát nữa cái mẹ để vô trong mờ dầu á. Mẹ cháy sơ rồi mới để vô cà ri nha. Dạ. Bây giờ biết sao mẹ ướp không gì không? Con biết không? Dạ không. Vì bên gà mẹ có gia vị rồi. Cho nên mình ướp cà ri thôi mà nấu ướp gia vị. Cho nó giữ cái màu thôi. Bên gà vị hoa khoai ngôn này với khoai lang là được rồi.
là nguyên liệu mình đã chuẩn bị xong, gà mẹ ướp hồi nãy giờ, rồi khoai đây cũng ướp luôn, nước cốt dừa có sẵn, rồi hành tây, rồi sả. Giờ mẹ sẽ nấu nha. Dạ. Yeah. Giờ mẹ nấu. Mà cái nhà biết sao không, cái bếp ngoài kia nắng quá, hai mẹ con vô đây nấu bếp ga luôn. Bên đây có cái bếp khè nữa nè, mà bếp khè ồn lắm cho nên nấu cái bếp ga ở trên đây. Bếp ga mà hôm bữa Quyên tặng mẹ. Mẹ cho sả với lại hành tím vô. Rồi mẹ để cho ghi vô thấy không? Lên mỡ mà. Mẹ gà mẹ để vô nè. Dạ. Thấy không? Giờ Nguyên nhờ cha hái trái dừa này. Cây dừa này hồi đó giờ không biết có ai hái chưa cho nên không dám hái trước. Để cha hái đầu tiên nè. Dừa hồi trước cha trồng giống dừa dứa nè. Dừa dứa hả cha? Ừ, cái chú hay hoàng nó cũng còn thơm. Dạ. Hái vô cho mẹ nấu nồi kari cho nó ngon rồi. Giờ mẹ xót cái phần gà hồi nãy mình cháy xào xăng á qua nồi đặng mình nấu. Mẹ cho để miếng nước dừa nãy vô hả? Để nước cốt vô sao. Nhìn nó chắc béo lắm nè ha. Đúng màu thôi. Cái trái dừa nãy cha hái nè cả nhà. Cơm rất là dừa ăn luôn. Cơm này ăn rất là ngon luôn nè. Đó, cả nhà thấy không? Mẹ ơi, mẹ ăn trái dừa không mẹ? Giờ mẹ để sữa vô nha. Dạ, giờ tiếp theo là mẹ sẽ cho sữa vô cả nhà. Sữa ông thọ. Rồi. Mẹ cho hai giá ha. Rồi lát nữa cỡ nào mình nêm tiếp nữa. Nãy giờ mình nấu cỡ bao lâu mẹ? Tiếng hồ. Cả nhà ơi, chị hai về tới rồi. Xin chào cả nhà. Chào cả nhà nha. Cái nồi cà ri nấu mơ giờ cũng để dành luôn, để đợi chị hai về ăn. Giờ dạ. Múc cà ri cho gia đình ăn cả nhà. Dạ, giờ chị hai múc ra nè cả nhà. Thơm ghê đó ha, chua ăn mà nghe mùi thơm mà. Dạ. Hấp dẫn quá ha. Dạ. Mỗi người to hả? Mỗi người to anh ơi. Thơm cho quá. Gọn đi. Thơm quá đi. Xin chào cả nhà. Thì hôm nay gia đình mình sẽ ăn món cà ri cả nhà ơi. Dạ. Này cà ri gà ha. Dạ cà ri gà. Ngon lắm á. Quá hấp dẫn luôn. Cái màu, cái màu đẹp ghê luôn quý. Màu rất đẹp. Cà ri thì màu thấy vàng cũng đẹp. Ngon quá ha. Dạ, thơm nữa. Tôi thơm luôn. Thôi. Rồi. Anh hai ăn đi. Rồi mời cả nhà trong gia đình mình luôn nha. Rồi, mời cả nhà nha. Rồi vô. Mời con ơi. Út. Cô Biêu. Nguyên nấu, Nguyên với mẹ nấu xong là hồi cảm ơn cô Biêu. Chắc có 2 giờ chiều. Bây giờ. 2 giờ chiều. Mà bây giờ là 6 7 giờ rồi. Mới ăn, cả nhà nhìn phong cảnh ha, ngủ tình luôn. Chiều xuống rồi cả nhà ơi. Mát ha. Mát mẻ đàng hoàng. Ra ngoài đây ngồi ăn nhưng mà có lẽ quên. Là ánh sáng hơi tối tí, cả nhà thông cảm nha. Này có lá quế nữa nè. Mình phải để lá quế lên. Để lá quế lên cho chàng. Để lá quế cho thơm ha. Để quế cho thơm. Hai trái dừa béo. Hai trái dừa. Nãy mẹ nói mày để hộp sữa bò nữa chứ. Đúng rồi. Hai trái dừa hộp sữa bò nữa. Bí quyết là hộp sữa bò á cha. Dạ. Có này sữa bò nữa hả? Sữa đó. Nước cốt dừa nữa. Trời ơi, dữ dội luôn. Trời, cái này hên hai ông. Thôi kệ đi. Ông hai ổn không chị hai ơi. Ừ. Mà món cà ri phải có nước cốt dừa mới ngon chứ. Ừ. Đúng rồi. Mình thì ăn nước cốt dừa với sữa không được á nhỉ. Nhưng mà kệ. Thử nè. Béo ghê luôn. Béo.
nghe nấu lần này quên thấy ngon không? Béo ghê luôn. Dạ. Cái này khoai gì ta? Khoai môn. Ủa phải không ta? Ừ. Phải không anh? Ừ. Khoai môn. Cái này chắc phải sữa hay không? Khoai lang. Khoai lang sữa thì vàng vàng á. Vâng. Ngon quá. Khoai muống. Khoai muống. Ai biết đâu. Nó dẻo dẻo mà. Ừ, dẻo. Ngon quá. Cà ghi á, cái nó vừa ăn ra đúng không? Dạ. Ngọt ngọt mà mặn nè. Mà béo béo nữa, ngon quá. Dạ. Vừa ăn. Em ăn. Ồ, tình cảm quá. Ngại quá. Tình cảm. Bất ngờ quá, ngại quá. Bữa nay quay em buồn ha, không có ăn hôn. Dạ, không có ăn hôn. Anh về bển rồi chứ ăn món này chắc anh cũng xúc động lắm đó nha. Ừ. Anh nhớ mẹ anh á, mẹ nha. Cà ri. Hồi đó mẹ anh hay nấu món cà ri cho anh ăn, mà cà ri của người Hàn Quốc nó khác nè. Nó không biết. Nó khác ở chỗ nào đó. Nó giống như cà ri Ấn Độ vậy á. Chan vô cơm ăn luôn. Ừ. Nó cay ha. Ừ, nó không có cay. Nó thơm cà ri cũng thơm cà ri giống vậy. Nhưng mà cái mùi đặc trưng hơn. Ừ. Nấu có nước cốt dừa đồ như mình không? Dạ không, nó có bọc cà ri sẵn, bọc nấu nấu sẵn, ừ. Rồi nấu rồi để rau củ, thịt bò vô, ừ. Hoặc là thịt gà. Nó kiểu như bò kho mình cái gì? Giống giống gì không? Dạ, chắc chị quá. Đợt rồi con nấu, nấu ảnh ngang quá trời luôn. Cà ri là phải làm cà ri giang hết trời. Ừ, cái dê. Cái dê. Ngon quá. Cà ri là phải cay cay hết nè. Nó có cay không? Cay chứ. Ừ. Có cay mới ngon. Muối quá. Cũng có người ta chấm muối ớt á. Dạ, đúng rồi đó quý em. Cà ri nó chấm như muối ớt. Cà ri chấm muối ớt á. Ngon chưa? Ừ. Thịt đúng không? Cái thịt chấm muối ớt. Ừ. Cay không? Lần đầu tiên mà ăn ghi kết hợp với quế nè, lá quế nè. Ăn thơm thơm ha. Quá ngon luôn. Thịt nó mềm. Mà mẹ bánh nem vừa ăn ghê. Ngon. Béo béo luôn. Ăn thử miếng thịt gà. Bánh mì còn nữa rồi nha. Ăn hết đi. Nãy mới mua 20 ấu luôn. Còn sống nữa chăng? Có gì mất nữa chị? Đang ăn hả? Ông nội ăn chưa quên? Dạ rồi. Ngồi chịu ăn rồi, hết cho ông nội ăn trước à. Để anh hai về hơi lâu. Chứ chờ tối cho ông nội ăn. Có ông nội đau bụng á. Mới làm trước rồi. Nó lớn tuổi mình đã ăn cơm sớm nè. Ngon lắm chưa? Ngon. Buổi chiều cho em chặt cho em 2 trái dừa. Em xuống nhà anh chặt giùm. Tại nó nặng cứng quá. Chị em khô chặt hả? Dạ, em chặt không nổi. Ừ. Cha chặt. Cha chặt dừa mẹ nấu. Nó ai nạo? Em nạo. Ừ. Giỏi sao? Hâm cà ri này trộn cơm ăn cũng được nữa. Dạ. Anh ăn hết, còn nha anh ơi, thêm nha. Ừ. Nấu nguyên một nồi ăn đã luôn cả nhà. Mà cha thích ăn cà ri không cha? Chứ hả có khẩu quá cha. Ăn từ hồi nhỏ thôi, chứ giờ lớn rồi sao sao sao. Mà lâu lâu ăn lại được. Chứ trước chăn cơm, chăn bún rồi. Tới cái đám là đám chuyên môn làm, đám nằm, đám giỗ thì cũng có nồi cà ri. Dạ, chăn bún á. Không mà đặc trưng của miền Tây mình ha. Đám giỗ đám quẩy làm khó hơn nào tờ ghi hả? Cái phim ăn cho còn nhiều lắm cha. Chờ hết rồi mất. Có bơm thêm bánh mì không? Có bơm ăn hết này á. Hôm nay thỏa sức chút chưa? Út thèm á? Dạ. Út thèm món này hả? Út đề sức á. Hôm nay chứ nấu cà ri cho Út ăn đi. Mấy cô cháu nấu cà ri đi. Nhà Út mà mới có cà ri ăn nè. Ý tưởng Út. Bà bỏ dâu riêng á. Cái gì á. Cha đi hái ớt rồi kìa. Cần gì đi hái à, đi ăn gà con chim mà.
nhà Út ý tưởng, nhà mẹ cha nấu. Các mẹ các mà. Không có cái gì nè. Thêm ớt hay nha. Ớt, ớt thì hiểm chanh. Đồng nhăn nhăn thử coi nó khoảng ớt rồi không nha. Dạ được. Mà sao ở người không tím, những người Hàn đến người ta ăn cái gì cũng có ớt, một ớt đồ này nó sao mà không có thấy ăn ớt trái vậy hả? Dạ không. Không ăn ớt trái rồi. Người ta ăn cái trái ớt mà gọi là ớt dưa leo. Nó không có cay mà người ta cắn là như dưa leo, như rau sống vậy cha. Để nguyên trái ta cắn, trái bự lắm, bự có ngón tay cái nha. Ngón tay cái thì hơi bự nhiều nha. Có trái hơn người ngón tay cái gì đó. Nó không cay không? Dạ nó không cay mà nó giòn, nó ngon lắm. Là hay ăn cái đó đó. Chứ không có ăn cái trái cay cay như mình. Nhưng mà nó cũng có mùi ớt chứ ha. Dạ, có mùi ớt nhẹ. Gọi là ớt dưa leo. Mình ăn trái ớt cũng ngon bộ. Cay cay. Còn mình nó thì nào cà ri của mình thì không cay lắm mấy không. Nó vừa ăn rồi. Mà sao thấy cái độ như mì hả, mỡ mì cay của Hàn Quốc đó. Mà đâu có trái, đầu tiên trái ăn muốn không nổi. Cay quá. Giờ quen chưa cha? Không ăn mấy lần nó đẹp ra. Không muốn hộp. Không có. Ăn nhiều quá sặc. Ăn cái ớt cay theo quá không. Cái này có phải môn dẻo dẻo ngon. Đó, phải môn ngon ha. Mì tới đây. Chưa thấy mẹ nấu cũng xong cũng sớm lắm. Dạ, 2 giờ. Chờ chị hai con rồi cái chị hai con về cái anh hai đi công chuyện đó. Còn là tối luôn. Phải quay hồi 2 giờ đẹp ha. Sáng sớm này đủ. Giờ vừa tối nè. Mà có hơi mũi nữa chứ. Mũi kéo tới cả nhà. Ăn vậy chứ dưới chân là mũi nó đánh lộn dưới á. Ừ. Cứ dưới qua mình mũi quá trời. Mùa mưa hết nè. Đâu có đâu. Nó tháng này không mùa mưa mình sao mũi quá trời luôn. Tại vì gần đi cá này. Còn nước. Nhắc mũi tuần nghiệp thôi nha. Mỗi lần đi tắm đập mũi bóp á. Mũi tuần nghiệp. Mới đầu mình chả đi tắm mình tưởng con chả nhảy nhạc không à. Hết bâu. Nó toàn hôn này nó giống như vui vẻ quá ha. Vừa tắm mà vừa nhảy nhạc. Đây nhà chả tập mũi. Đâu đâu. Không để nhà mũi trong đó đó. Nhà tắm. Mà thiệt. Bên cười muốn chết luôn. Ở nhà tắm không phải có mũi, có mấy con bù hông bù hóng rồi á. Dạ. Nó bu ngay bách tường á cha. Mà ảnh á, cái con đó là mũi đó. Ông coi như là ông đập ha, xác của nó dính vô vách tường á, con nói lền khên luôn. Vậy đó. Con nói anh biết bao nhiêu lần ảnh nó không có mũi đó, cái đó là mũi của ảnh á. Vô là thấy là đập. Rồi mũi á nó cắn cái chân ảnh bấy nháy hết trơn luôn. Không, đã nhúng nhúng vậy nè em. Thiệt không? Bình thường nghe ngồi ăn như mình về không sao. Rồi có ảnh nè. Là mũi nó bu ảnh mà cắn nhiều lắm này. Nó không? Cắn nổi cái mấy cái nốt đen luôn á. Thôi vậy không? Dạ. Nhiều vậy đó. Với lại da trắng nó dễ thấy á. Cắn nghe thấy liền. Nó nổi liền. Thấy mê thật chứ. Chẳng sao luôn á, chịu ra là không có nốt cơm. Ăn thì no luôn á. Mẹ làm một nồi luôn mà. Thấy mình nấu hết con gà luôn mà. Gà rồi khoai. Dồn chung một nồi dung luôn. Quá trời béo. Tụi tụ mấy cái quá nò. Lần đầu tiên con thấy cha ăn nhiều luôn á. Chứ bình thường cha ăn chút à. Cha ăn một ốn mì chứ bộ. Không cha ăn ổ rưỡi. Ổ rưỡi rồi hai ổ. Anh mới ăn nhiều nè. Là nó hai tô luôn. Với hai ốn mì. Chắc tại Na Chay làm vậy nó bụng. Đói mà. Cái nhà thấy không? Hôm nay là một cái video mà quay cả nhà thấy là nó trời sập tối xuống luôn á. Bây giờ tối thui trong camera chắc em thu hiểu rồi. Không, cũng sáng lắm mà. Sáng anh? Trời. Còn chấp nhận được.
lâu lâu đổi phong cảnh, quay lửng lửng buổi tối vậy nè cho cả nhà xem. Mũi cắn đồ chơi. Mũi rồi. Sao tôi nghĩ vậy không? Cái này mình có cái đầu nhân đậu phộng mình á, để vô trong phong. Đúng rồi. Có trời quên. Có không? Để ăn cho trúng rồi nó chín vô. Có đậu phộng. Chuẩn bị rồi mà quên để vô hả? Dạ. Có. Hồi mời này thấy mẹ nói, tại mẹ thì không thích ăn đậu phộng nhưng mà con để ít thôi. Dạ, đúng rồi. Thôi mẹ còn nói vậy nữa. Em mới nói thôi đừng để đậu phộng mẹ, con không thích đậu phộng đâu. Mẹ nói thôi nhưng mà phải để vô, để cho cha mày ăn. Mà cuối cùng là con quên, có để, có đậu phộng thì có. Cha đậu phộng lắm. Hồi trước mẹ nằm ở bệnh viện, bệnh nhân á, cha gì hồi lúc cha làm bố, cha nấu đậu phộng với đuôi heo á. Nói nha. Ừ, nấu đậu phộng đuôi heo. Dạ. Nói ăn chịu lắm. Rồi cả nhà ơi, thì hôm nay á cả gia đình mình ăn kari rồi quay quần chia sẻ với cả nhà nhiêu đó thôi. Thì hôm nay nói chung là nồi kari của mẹ nấu rất là ngon cả nhà. Ăn ngon lắm luôn á. Nó béo ha. Dạ, nó béo. Rất là béo luôn á. Cha ăn nhiều nè. Mày ăn nhiều chứ. Cha là cha hứa là cha bỏ thuốc, bớt uống rượu nè. Rồi cha ăn uống vậy là vài bữa là cha sẽ mập lên, là con thấy là con mừng á. Tại sao mập là chắc thấy đâu cũng mập, tại bỏ thuốc nó ăn được. Ta là ngày ăn có 2-3 cử. Dạ. Nhiều cũng được chân á. Đó giờ, cha ít ăn kari lắm. Nhưng mà hôm nay cha ăn nhiều được vậy là cũng mừng đó. Đúng rồi. Trời Út thấy sao không yêu? Tại vì này là Út hứa Út đòi mà. Ý tưởng của Út phải không? Ý tưởng của Út mà. ăn những món ăn dân dã mình đây cũng như là món kari gà và huyện và khoai. Ăn là còn mùi rất là thơm, ngon, có đậu bếp béo. Có đậu bếp gì có dừa. Dạ. Mời mọi người luận và chia sẻ nghe mọi người. Sao nay nói chuyện nhỏ xíu vậy? Không, tại no quá. No quá vậy. Chị hai đi làm về mệt chứ ha, thấy cũng được nha. Nồi cơ ghi rất là đậm đà luôn, có nhà rất là ngon luôn. Cảm ơn mẹ nhiều nha. Mẹ nấu là cơ ghi ngon quá. Thích xác. Rồi thôi cả nhà thì tới đây Quyên với gia đình xin kết thúc video. Chúc cả nhà ngày mới vui vẻ. Bye bye. Bye bye.